Mạnh Quỳnh về Việt Nam thay Phi Nhung giữa Covid-19. Bà xã Anh lo lắng chuyến đi ảnh hưởng sức khỏe và công việc của Anh. Nam ca sĩ tâm sự vợ không an tâm khi Anh về Việt Nam chuyến này. Chỉ sợ việc Anh phải tự cách ly tại nhà sau khi trở lại Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các công việc khác. Mạnh Quỳnh ái này với bà xã vì để chị một mình chăm sóc cho hai con và chú cuốn cương. Những ngày cách ly vừa qua, Anh giữ liên lạc với vợ con mỗi ngày. Động viên để bà xã yên tâm. Anh sẽ ở lại Việt Nam trong 2 tuần, thực hiện một số dự án trước khi quay lại Mỹ. Kể về cuộc sống giữa dịch ở hải ngoại, Mạnh Quỳnh cho hay vợ chồng anh cùng hai con hạn chế tối đa ra ngoài và tiếp xúc mọi người. Nhìn ở góc độ tích cực, giai đoạn dịch bệnh giúp anh có nhiều thời gian gần gũi con cái hơn. Nhiều cặp vợ chồng dễ nảy sinh xung đột khi ở nhà quá lâu giữa dịch, còn Mạnh Quỳnh thì tự nhận mình là người dễ tính, dễ chiều. Bởi vậy, cuộc sống trong dịch của vợ chồng anh khá thoải mái. Nhập cảnh Việt Nam tối 21 tháng 2, Mạnh Quỳnh làm thủ tục, xét nghiệm nhanh tại sân bay rồi được đưa về một khách sạn ở quận Tân Bình. Anh ở một mình trong căn phòng nhỏ 14 ngày, chỉ mở cửa lấy đồ ăn mỗi lần đến bữa. Anh kể, "May là phòng khách sạn có cửa sổ, tôi thường gió mỗi ngày nên thấy đỡ buồn. Những ngày cách ly, tôi sáng tác được năm bài hát." tôi sẽ ra mắt từng ca khúc trong thời gian tới. Trong sự kiện, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh song ca ngẫu hứng một số bài hát nổi tiếng. Hai ca sĩ dự định có hai mini show. Trình diễn đầy ngọt ngào trên sân khấu, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh treo nhau rất hóm hình ở hậu trường. Mạnh Quỳnh bảo cách ly nửa tháng, anh chưa kịp tốt tát nhan sắc. Bạn của tôi đã vì lòng giả con người mà lìa xa cõi đời này giờ quý vị muốn nhìn tôi như bạn ấy mới vui lòng sao. Mạnh Quỳnh bức xúc nói. Nói rõ sự việc, nam ca sĩ cho biết, đi sâu cả tuần về nghỉ được có một ngày. Lại bắt tay vào công việc thu âm cho những bài xuân kịp ra mắt khán giả vào dịp Tết cổ truyền năm nay. Đêm qua thức đến 2 giờ khuya để thu bài xuân vừa sáng tác thì mất điện cả khu phố nên đành phải đi ngủ. Sáng nay 8 giờ mở mắt ra cầm cái điện thoại lên thi đọc một loạt tin nhắn chửi bới từ những người không hề quên biết. Kính thưa quý vị! tôi đã chịu quá nhiều áp lực trong vài tháng qua cố gắng hết sức để cân bằng lại bản thân từ công việc đến cuộc sống gia đình những gì tôi đã và đang làm trong bao nhiêu ngày qua chưa đủ để quý vị nhìn nhận được hay sao mạnh quỳnh nhắc một câu nhói lòng về cố nghệ sĩ phi nhung bạn của tôi đã vì lòng dạ con người mà lìa xa cõi đời này giờ quý vị muốn nhìn tôi như bạn ấy mới vui lòng sao trong thời gian này tôi đã từ chối tất cả những sâu diễn yêu cầu song ca với ca sĩ nữ trong chương trình của họ thì tôi lại đi đăng bài song ca với ca sĩ khác lên trang của tôi sao? Nhưng thôi chạy lòng nên nói ra đôi điều cho nhẹ lòng chứ tôi không để những lời bình luận vô thưởng vô phạt của một số người làm ảnh hưởng đến tôi đâu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.